450. 450 này. Chào 12 bác này. Rồi còn ba con này có bác nào lấy à? Ba con này đẹp mà. Đây thật thật đấy. Cái lá này nó bị hỏng ở đây thôi. Còn ông thì lấy con này đẹp này, 400 này. 400 này. Ám khói nhá, còn ba đơn ám khói nữa. Không có thì không có bác nào lấy nữa thì em kết thúc livestream nhá. Định quá thì còn con to thôi. Định có thì còn con to thôi, 1.400 này. 1.400 định quá này. Ôi con này đẹp thế nhở. Con định quả này còn 1.600. Khi 53. Con định quả này là 1.600 mầm gốc này. Ôi mầm gốc nó nên đẹp ấy là đẹp luôn. Nguyên mướt á. Về các bác trồng này thì chẳng mấy mà nó lên dai. Rồi con bệt này là 450 nhá. Chốt con 300 à, chốt con 300. Thế thì em để cho các anh cái con 300 này nha. 300 này. Con này đã bị xước cái mất cái lá ở đây nhá. Để cho anh 300 này. Có ok đơn này không anh Nguyễn Hoàng ơi? Có ok đơn này không thì ok luôn cho em này. Đấy nhá. Thân già thì nó khô rồi. Nó còn cái thân năm trước vào ăn ở thân năm trước ở đây nhá. Nên là không sao đâu. Anh Nguyễn Hoàng lấy được con này thì ok đây. Mấy con kia thì đúng giá 350k để em bán. Anh Nguyễn Hoàng có lấy đơn này ok không ạ? Nó bị gãy mất thân già rồi nhá. Nó khô rồi. Nên là nó không sao đâu anh ạ. Còn mầm gốc thì nó ăn ở như cái thân bên cạnh này. Còn là thân già bây giờ thì nó là kỳ 52 rồi. Nên là thân già nó không ảnh hưởng gì nữa. 300 đây này anh có lấy được thì ok này. Ô cho vào đấy á. Để xem này. Con kia thì 350 anh ạ. Anh Nguyễn Hoàng ơi, đơn kia thì 350 nhá. Không thì anh lấy cái kia 53 này này. Kia 53 này thì lấy cho em là 350 ạ. Hết pin rồi. Mang vào cho bố đi. Anh Nguyễn Hoàng lấy con này là 350 đi. Anh Phạm Huy Mạnh ơi, con bệt đấy thì anh lấy em để cho 400 nhá. 400 nhá. 350 em khó lắm. Anh Nguyễn Hoàng lấy con kia 53 này thì chốt cho em với giá là 350 này. Còn con kia thì nó bị hỏng mấy cái lá rồi, em để về 300 nhá. Anh Phạm Huy Mạnh ơi, có lấy được không ạ? 350 không bao ship ạ. Lấy được thì ok thôi. Em cũng không có kỳ kèo đâu. Em bao ship nữa thì khác gì 300.000 đâu. Em chào 13 bác này. Con bệt này thì anh lấy được em để cho 400 này. Cái này là 450 em để cho 400k. Độ dài con này phải hơn 4 cm đấy. Em chỉ bảo có mỗi 3 cm thôi. Tại vì em không có thước đo ở đây. Nhưng mà nhìn này em cũng ước được là với giá là hơn 4 cm. 3 cm. Anh Phạm Huy Mạnh có lấy được không ạ? Lấy thì chốt ra là 400 nhá. Còn anh Nguyễn Hoàng lấy được thì đúng 350k cộng ship. Tiền ship thì nó rơi vào tầm 30-40.000 thôi. Rồi hai bác suy nghĩ đi, có lấy được thì chốt này. Bác Phan Huy Mạnh có lấy được thì chốt thêm một đơn nữa gửi mất công, đỡ mất công tiền ship. Bác Phan Huy Mạnh có lấy không ạ? Em chào bảy bác đang xem này. Đấy, hai con ám này. Ba con ám. Mắt đỏ. Ba con ám mắt đỏ này. Mỗi con 350. Tổng ba con mỗi con là 400, lấy một đơn là 350. Riêng cái con này thì lá nó bị ấy rồi, em để cho đúng 300. Còn mấy con nào lấy mua lẻ cho em là 350k. Không 350k bao ship với 300 là em không có bán đâu. Còn con bệt kia là 450 lấy được thì em để cho 400 gộp đơn. Đấy. Ba con này 1.000k. Ôi giời. Rồi không có ai mua gì nữa thì em kết thúc livestream nhá. Không ai mua gì nữa thì em kết thúc live đây.
rồi. Bye bye mọi người nhá. Hẹn mọi người buổi tối ạ. Chúc mọi người buổi chiều mát mẻ nhá.